Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy model của hãng Honeywell, một dòng máy in mạ vật để bàn, có model đó là PC42T. Thì em sẽ đập hộp cũng như là review sơ cho mọi người xem về chiếc máy này. Thì máy Honeywell PC42T được ứng dụng rất nhiều trong việc in mạ vật cho các cửa hàng tiện lợi hoặc là shop bán hàng, shop thời trang. Tại vì nó là dòng máy để bàn cũng như là gói giá thành rất là phải chăng trên thị trường, được sản xuất bởi hãng Honeywell rất nổi tiếng. Thì em sẽ tiến hành mở ra cho người xem cũng như in thử. Đây thì em sẽ tiến hành mở ra cho người xem các phụ kiện đi kèm bên trong máy. Thì đây đầu tiên đó là dây USB, dây kết nối USB của máy. Rồi bên trong còn có thêm đây, bên trong đây có quyển sổ thông về thông tin máy, đây thông tin của máy nha mọi người. Đây là quick start, đây là hướng dẫn mình lắp đặt giấy mực và các phụ kiện đi kèm, mình có thể kiểm tra lại. Đây đây, đây còn có là đĩa driver của máy, còn đây là hai cái này là hai trục mực và trục thu, còn cái này là rác giấy phía sau. Máy PC42T có độ rộng độ in đó là 4 inch tương đương với 100 mm. Còn kết nối của máy là có 3 cổng chính, một là cổng USB, 2 là cổng lẽ 232. Nếu các bạn sử dụng dòng máy PC42T Plus thì nó có thêm cổng LAN, kèm thêm cổng LAN. Mình sẽ tiến hành mở ra cho các bạn xem nha. Đây đây là chi tiết bên trong máy này. Các bạn có thể thấy là máy có thiết kế rất là nhỏ gọn vì đây là dòng máy để bàn cũng như là rất là chắc chắn. Máy có độ phân giải là 203 dpi. Đây là trục lắp giấy, còn đây là trục mực. Bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho người xem về độ sắc nét của máy Honeywell PC42T này. Thì đây mọi người có thể thấy cái tốc độ in của máy có thể dao động từ 1,97 inch đến 4,92 inch trên 1 giây. Hiện tại em đang in với tốc độ chậm thì mọi người có thể thấy là cái độ sắc nét của máy rất là lớn nhé. Đây là những dòng chữ to in đậm hoặc là những dòng chữ nhỏ có sai chữ là chỉ từ 6 hoặc là từ 5 có thể in được. Giờ em sẽ tăng cái tốc độ in của máy lên để cho mọi người xem. Đây mọi người có thể thấy là đây là máy em tăng độ tốc độ in của máy lên nhanh hơn, mà nhưng các nét chữ của máy vẫn rất là tốt, in máy in rất là tốt, vẫn in rất là rõ nét, dù cho các chữ in đậm hay là các chữ nhỏ thì vẫn in rất là đẹp. Em xin nhắc lại nha mọi người, thì cái đầu in của máy PC42T này có độ rộng đầu in là 4 inch tương đương với 100 mm. Các bạn có thể là chọn được cái khổ giấy tùy ý theo cái được, không quá cái khổ in của máy đó là 105 mm. Mọi người có thể thấy là máy in rất là tốt với giá thành của nó rất là phải chăng. Thì vừa rồi em đã cung cấp cho mọi người một số thông tin về cấu hình máy cũng như các phụ kiện đi kèm và cũng như in thử cho mọi người xem về chất lượng in của máy PC42T này. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web của công ty Thế Giới Bảo Vật. Em đã để bên dưới. Xin cảm ơn mọi người.